Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh lớp 9 chuẩn bị thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thì hôm nay sẽ tổng hợp cho các bạn 100 câu bài tập word form của các đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Các bạn có thể tham khảo 100 câu từ word form của các chương trình lớp 8, lớp 7, lớp 6 ha. Bởi vì có một số từ mà chúng ta đã được học ở các lớp trước các bạn, nó cũng tương đối là khó nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng câu một. Đối với cái dạng bài tập này các bạn, cái vấn đề mà khó là các bạn phải biết được cái từ loại mà chúng ta cần điền vào cái vị trí này. Ví dụ như chúng ta cần điền một danh từ, một động từ hay một tính từ. Và vấn đề thứ hai á, là các bạn phải biết được cái từ loại của cái danh từ đó. Ví dụ như trong cái vị trí câu số 1 này, thì các bạn thấy là do parents get, các bạn có từ get nè. Chúng ta có một số động từ như là get, become, stay, appear thì nó cộng tính từ. Vậy chúng ta xác định được cái vị trí này là tính từ. Và thứ hai, các bạn phải biết tính từ của cái từ này. Thông thường thì người ta sẽ cho chúng ta là một cái từ loại, không phải là từ loại chúng ta sẽ điền ở đây. Rồi bây giờ các bạn có từ satisfy. Satisfy có nghĩa là thỏa mãn hoặc là hài lòng. Thì tính từ của cái từ này các bạn, thì chúng ta có cái tính từ riêng của nó là satisfactory. Và thứ hai là satisfying, là dùng cho vật. Còn trong trường hợp này, chủ ngữ chúng ta là parents, nên các bạn dùng cái tính từ mang nghĩa bị động dành cho người. Vì vậy câu số 1 này các bạn sẽ dùng cái từ satisfy ed nha các bạn. Rồi chúng ta dùng tính từ ed dành cho người. Bây giờ giả sử như các bạn không biết tính từ nó là gì thì các bạn có thể tra từ điển để cho các bạn biết thêm nha. Đầu tiên các bạn có từ satisfy. Đây là các bạn, là động từ. Đây, để làm hài lòng một ai đó là động từ. Rồi các bạn có satisfaction là danh từ. Rồi các bạn có satisfactory nè các bạn, là tính từ nè. Và cuối cùng các bạn có cái tính từ nè dành cho người các bạn. Đây, some people, một vài người không bao giờ thỏa mãn hài lòng. Và người ta gợi ý cho các bạn từ with luôn nè. Vì vậy là cái chữ này các bạn phải biết được là nó có tính từ riêng của nó là satisfactory. Nhưng mà thông thường cái tính từ đó sẽ dùng cho vật, hoặc các bạn thêm in vào. Tuy nhiên ở đây là người, nên các bạn phải sử dụng một cái tính từ dùng cho người ha. Là ba mạng của bạn có được thỏa mãn từ cái việc có hài lòng từ cái việc học của con cái của họ không. Các bạn có thể sử dụng từ điển để mà biết thêm từ loại của nó nha. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. Cô ta hát bài hát cái gì đó. Thì các bạn có cái từ beauty là danh từ. Các bạn có beautify là động từ. Beautiful là tính từ. Rồi. Thì trong trường hợp này cô ta hát bài hát. Ở đây động từ thường nè các bạn, chữ sang là động từ thường. Cô ta hát bài hát như thế nào đó thì như thế nào đó chính là trạng từ. Chính là trạng từ nha các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng trạng từ. Muốn biết trạng từ của cái từ này thì đầu tiên các bạn phải biến nó thành tính từ. Chúng ta có từ beautiful. Beautiful là tính từ. Các bạn thêm ly thì nó thành trạng từ. Rồi, beautifully. Dùng trạng từ bởi vì nó bổ nghĩa cho cái động từ này nè. Câu số 3. Bạn xin vui lòng gì đó chúng tôi về những cái khóa học và những học phí. Trong câu này các bạn thấy là could you please gì đó. Cái vị trí này nè các bạn, could you please.
thì chúng ta cần một cái động từ cho cái từ could này nè. Còn chữ please là trạng từ, nó bỏ vào để cho các bạn làm rối thôi. Thì câu số 3 các bạn cần điền một cái động từ. Information là danh từ, động từ của chúng ta là inform. Form. Rồi, động từ là inform. Các bạn có tính từ của cái từ information này chính là informative nha. Rồi, information. Informative. Nhiều thông tin đó các bạn. Động từ là inform. Bây giờ câu số 4 nè. Cô ấy thấy cái công việc của cô ấy gì đó. Ở đây chúng ta có cái từ found là các bạn. Nó chính là quá khứ từ find á. Find something. Còn tính từ nha. Tuy nhiên tính từ này dành cho vật ha. Cái công việc nó chán nha. Cô ấy chán nha. Cô ấy thấy cái công việc chán. Rồi. Vì vậy cái từ boring này các bạn sẽ sử dụng là boring, biến nó thành tính từ dành cho vật, cái công việc chán. Rồi các bạn có tính từ dành cho người đó các bạn, dành cho người là bore, các bạn thêm ed vào, hoặc là động từ của nó là các bạn dùng chữ boredom. Rồi boredom, rồi boredom. Trong trường hợp này chúng ta dùng boring bổ nghĩa cho cái từ công việc của cô ấy. Câu số 5. Cái ca sĩ Việt Nam này các bạn. Thì gì đó, famous, thì nổi tiếng. Người khắp nơi trên thế giới biết cô ấy. Thì ở đây các bạn có từ famous là tính từ. Rồi, famous là tính từ. Trước, ở đây to be các bạn, to be thì tính từ nè. Trước tính từ các bạn dùng trạng từ. Rồi, trạng từ. Thì cái từ national này nè các bạn. National này, nó có hai cái trạng từ. Ở đây chúng ta xem từ điển nha các bạn, để chúng ta phân biệt ra. Các bạn có từ nationally. Đây, một cái trạng từ là nationally. Đây, để được biết trong mọi quốc gia. Bạn cũng có một cái trạng từ khác là nationwide. Đây các bạn, trạng từ này. Ở dưới đây là tính từ, có nghĩa là vừa tính vừa trạng. Rồi, các bạn thấy là schools nationwide đang trải qua cái việc thiếu hụt giáo viên. Thì ở đây các bạn, theo định nghĩa của từ điển ha, thì ở đây là cô ấy nổi tiếng trong một quốc gia, nên các bạn dùng chữ nationally. Rồi, chúng ta dùng chữ nationally nha. Famous. Còn cái chữ nationwide này các bạn, thì theo ví dụ nè, trường học trên khắp nước đang trải ra thiếu hụt rất nhiều giáo viên. Còn đây là existing, trải qua hoặc xảy ra trong tất cả các khu vực của một quốc gia đặc biệt. Nó là tính từ đến đứng trước danh từ. Còn trong trường hợp này nó là cái trạng từ, thì nó đứng sau chủ ngữ đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta xong câu số 5, chúng ta sẽ qua câu số 6. Cái núi Pinatubo ở Philippines là cái sự phun trào gì đó lớn nhất của thế giới trong hơn 50 năm. Các bạn có cái từ eruption, đó là phun trào nha các bạn. Là danh từ, trước danh từ các bạn dùng tính từ. Và ở đây chúng ta có từ volcano là danh từ nghĩa là núi lửa. Còn tính từ của núi lửa các bạn chọn volcanic. Volcanic. Chúng ta có tính từ volcanic. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 7. Tôi nghĩ chính quyền nên phạt các bạn. Phạt cái gì đó, bất cứ ai, cái người mà làm thiệt hại cây xanh. Các bạn có từ phạt, cái động từ thường. Động từ thường nên vị trí này nè. Phạt cái như thế nào đó thì chúng ta cần dùng một cái trạng từ để bổ nghĩa cho nó. Ở đây heavy là tính từ, heavily.
biến y dài thành y ngắn, thêm ly cho ra trạng từ bổ nghĩa cho cái từ file. Câu số 8 này các bạn, cái công ty này sẽ đầu tư 2 triệu đô để mặc gì đó, nhà máy của nó để gì, để làm hiện đại. Chúng ta cần một cái động từ để làm hiện đại, các bạn có từ modern là tính từ. Rồi, động từ các bạn thêm ize hoặc các bạn có thể thêm ise tùy nha, từ nào cũng đúng hết. Danh từ của từ modern for, à, chúng ta xem đây là modernity. Đây. Hoặc là modernization, hiện đại hóa ha. Rồi các bạn có thể tra thêm từ điển để biết ha. Câu số 9, thế giới thay đổi một cách nhanh chóng sau cái gì đó của điện thoại. Ở đây có chữ D, chỗ này là danh từ chắc chắn luôn. Các bạn có từ invention, sự phát minh là danh từ, còn inventor là nhà phát minh. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 10. Tôi ghét ngủ trong cái giường này, nó rất là cái gì đó. Thì bởi vì tôi ghét các bạn, tôi ghét ngủ trong cái giường này nên nó rất là gì. Ở cái vị trí này các bạn cần điền á, và các bạn cần điền một cái tính từ, bởi vì cái xài to be các bạn is very. Rồi các bạn có tính từ của cái từ comfort á, là comfortable. Rồi, tính từ của cái từ comfortable, à, ngược nghĩa là các bạn thêm từ uncomfortable, không thoải mái. Chúng ta cần dùng tính từ ha. Câu số 11, Marx nói rằng cái việc đi một cái con tàu này các bạn cho anh ta rất là nhiều. Ở đây là cho anh ta rất là nhiều, các bạn có từ a lot of là từ chỉ số lượng, thì ở đây có nghĩa là một cái danh từ, từ chỉ số lượng sau nó là một danh từ. Rất là nhiều niềm vui. Các bạn có enjoy, enjoyable, enjoyment. Rồi, rất là nhiều sự thú vị. Và enjoyment không đếm được, các bạn không thêm S. Câu số 12 các bạn, căn phòng này thì gì đó, bạn không thể vào nó. Có nghĩa là căn phòng này thì bị khó. À, chúng ta cần một cái động từ quá khứ, à, cho cái câu này, từ lock là động từ, các bạn thêm ed vào, biến thành V3, dùng bị động. Câu số 13 này các bạn, Steven là một cái người đàn ông trẻ gì đó, anh ấy thực hành judo, có nghĩa là anh ta chơi judo và bodybuilding. Rồi, chúng ta có bodybuilding, giống tập thể hình đó các bạn. Thì câu số 13, trước từ man người ta điền chữ dân là tính từ, thì trước chữ dân các bạn cũng điền được một tính từ, không vấn đề gì hết ha. Các bạn có từ power là danh từ, tính từ của power là powerful, có nghĩa là mạnh đó các bạn. Rồi, powerful, tính từ. Câu số 14, xin lỗi về cái lỗi lầm tôi gì đó, cái hướng dẫn mà bạn đưa cho tôi. Xin lỗi về cái lỗi lầm tôi gì đó, cái hướng dẫn mà bạn đưa cho tôi. Người ta cho các bạn chữ understand là động từ. Và ở cái vị trí này nè các bạn thiếu một cái động từ. Nếu như mà understand á, tôi đã hiểu là sai nha. Ở đây tôi phải hiểu nhầm, misunderstand. Các bạn đều dùng chữ stood nha, bởi vì nó quá khứ ha, đã hiểu nhầm rồi. Khi mà người ta cho các bạn chữ understand, thông thường chúng ta sẽ dùng understood nè. Tính từ là understandable. Rồi, ngược với understand là misunderstand. Câu số 15, nó thì rất là khó cho chúng tôi để mà hiểu được cái giải thích của anh ta. Nó thì gì? Ở đây chắc chắn là một tính từ, bởi vì ở đây có to be các bạn, nên nó là tính từ. Các bạn dùng chữ, người ta cho các bạn logic ha, là danh từ. Logical, một cách logic. Tuy nhiên trong câu này của chúng ta rất là khó để hiểu nè các bạn.
nên các bạn dùng ngược lại là không logic, illogical. Chúng ta thử xem từ này là có không? IL các bạn. Illogical. Rồi, IL, illogical. Đúng rồi ha. Là không logic. Bây giờ các bạn qua câu số 16 nè. À, toàn thể đất nước đang cố gắng get rid of là bỏ poor là nghèo. Tính từ ở trong trường hợp này nè. Ở trong trường hợp này các bạn dùng một cái danh từ đang cố gắng để mà bỏ, bỏ cái gì? Get rid of. Danh từ của poor các bạn dùng chữ poverty. Các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý là thông thường người ta cho chữ các bạn chữ poor á, các bạn sẽ dùng chữ poverty và ngược lại. Câu số 17. Tiếng Anh là một cái ngôn ngữ gì đó dễ cho cái người cho thi điển để mà học. Ở đây các bạn có từ language rồi danh từ. Easy là tính từ, một cái ngôn ngữ dễ một cách như thế nào đó các bạn, một cách như thế nào đó và đứng trước tính từ nên các bạn dùng trạng từ. Bây giờ chúng ta hãy xem từ compare nha các bạn. Các bạn có từ compare là động từ. Comparison là danh từ này các bạn. Comparison là danh từ so sánh. Ở đây các bạn xem chữ comparable và comparative hai chữ này khác nhau chỗ nào nha. Một, comparable tương đương trong kích cỡ số lượng hoặc chất lượng nha. Rồi, có nghĩa là tương đương. Còn cái chữ comparative tạo thành một tính từ trạng từ bày tỏ một cái sự khác nhau trong số lượng. Thì cái chữ comparative này nó nghĩa là giống là tương đương các bạn. Vì vậy trong cái câu này các bạn phải dùng một cái ngôn ngữ gọi là tương đối dễ chứ không phải là tương đương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ biến nó thành tính từ trước, comparable. Biến cái tính từ xong, các bạn biến thành trạng từ, các bạn bỏ e đi, các bạn thêm ly vào, thêm y dài vào. Rồi, comparably easy language. Chúng ta cần điền một cái trạng từ. Bây giờ, câu số 18, một trong những cái gì đó của Internet là cái việc leaking, là rò rỉ các bạn. Rò rỉ thông tin cá nhân. Bây giờ các bạn có từ limit nè. Limit. Bây giờ các bạn xem nha. Các bạn có từ limit. Nó vừa danh từ vừa động từ. Các bạn xem danh từ nè. Số lượng lớn. Hoặc là mức độ của cái gì đó được cho phép. Có nghĩa là giới hạn các bạn. Giới hạn. Bây giờ các bạn cũng có một cái danh từ là limitation, xem nha, hành động nè, của kiểm soát, đặc biệt là giảm cái gì đó, rồi có nghĩa là sự giới hạn, sự hạn chế, các bạn dịch là sự hạn chế, dễ hơn. Vì vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ dùng một trong những cái sự hạn chế các bạn. Vì vậy các bạn không dùng chữ limit được mà các bạn phải dùng chữ limitation. Vẫn một vấn đề nữa là cái chữ này đếm được hay không đếm được, các bạn phải xem. Ở trong bài, ở đây các bạn thấy nè. Có chữ S nè các bạn. Chữ S nè ha. Có nghĩa là cái chữ này có thể đếm được lẫn không đếm được. Rồi, bây giờ one of chúng ta cho đếm được. Limitation. Câu số 19 là giáo viên của tôi gì đó tôi để tham dự kỳ thi.
thì người ta cho các bạn từ courage là danh từ can đảm nha. Còn trong trường hợp của số 19 là các bạn thấy rõ ràng á, là các bạn cần điền một cái động từ. Động từ của từ courage là gì? Động từ của in của courage chính là encourage. Tuy nhiên trong trường hợp này các bạn dùng quá khứ nha, thêm chữ d vào nó mới đúng nha, không thôi là sai á. Còn nếu như các bạn dùng hiện tại thì không hợp lý ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 20. Nó thì rất gì đó của bạn để mà phá vỡ cái lọ, cái tách cà phê. Nó thì rất là gì? Nó thì rất là, các bạn có từ care. Chương trình lớp 8 đã nói điều này rồi ha. Careful, cẩn thận, careless, bất cẩn. Ở trong trường hợp này phải là bất cẩn rồi đó. Tính từ hay trạng từ tính sao nhưng phải là bất cẩn. It was very careless. Rồi, chúng ta dùng tính từ bởi vì ta dùng từ be, nó là bất cẩn. Câu số 21, các bạn thấy dấu phẩy đây nè. Khi mà các bạn thấy một cái từ đầu tiên mà có dấu phẩy thì nó luôn luôn là trạng từ. Rồi, chúng ta dùng trạng từ ở đây nha. Từ này chắc tin chắc là bạn nào cũng biết. Các bạn có tradition thì các bạn có trạng 4 biến thành trạng từ đầu tiên, phải tính từ trước nè, traditional. Rồi, thêm ly vào. Theo truyền thống thì áo dài được mặc một cách thường xuyên bởi cả đàn ông và phụ nữ. Bây giờ các bạn qua câu số 22. Internet gì đó đã phát triển nè và trở thành một phần của cuộc sống chúng ta. Các bạn có từ have nè, develop. Giữa hai động từ chỉ có thể điền trạng từ. Và cái từ increase đó các bạn, increase, tính từ của nó là increasing. Increasing. Và các bạn thêm ly vào. Rồi, thêm ly vào increasingly. Câu số 23. Easter là một cái lễ hội gì đó nè, cái mà được tổ chức trong nhiều đất nước. Các bạn có từ joy. Nó lại có hai tính từ các bạn. Chúng ta xem, một là joyful. Rồi, joyful. Very happy. Rất là vui. Giáng sinh là một cái thời gian enjoyful. Rất rất là vui. Thử coi trong bài chúng ta coi. Một cái lễ hội vui. Rồi, thử xem enjoyable. Không, enjoyable, joy, chúng ta có từ joy. Đây, full of happy, very happy, một cái giọng nói. Này dành cho giọng nói. Còn trong trường hợp này, lễ hội, các bạn dùng chữ joyful ha. Joyful. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu 24 nè. Đứa trẻ cười cái gì đó khi mà nó chơi với đồ chơi. Khi mà nó chơi với trò chơi. Các bạn thấy từ lát rồi các bạn, là động từ thường. Ở đây các bạn dùng trạng từ. Happy là tính từ. Trạng từ của happy á chính là happily. Rồi. Câu số 25. Cái gì đó nổi tiếng nhất của Edison là bóng đèn điện. Thì chắc chắn là cái sự phát minh rồi các bạn. Rồi, sự phát minh là invent. Chúng ta đã biết invention ha. Số ít nha, không thêm F vào bởi vì đây là was các bạn, chủ ngữ là was. Câu số 26. Chúng tôi thì ngạc nhiên bởi vì cái gì đã xấu của anh ta. Các bạn có từ behave à. Behave là động từ. Danh từ của behave chính là behavior. Hoặc có chữ u chỗ đây cũng được mà không có cũng được ha. U có được và không có được. Còn tính từ là behavioral các bạn. Rồi, trong trường hợp này chúng ta cần điền một danh từ hành vi xấu của anh ta. Câu số 27 các bạn, có rất nhiều cái ngọn núi ở Việt Nam. Rồi, núi là danh từ, trước danh từ dùng tính từ. Rồi, đề thi có từ beautiful nhiều.
tính từ. Bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo 28. Bác sĩ đã nhấn mạnh cái gì đó của việc ăn rất là nhiều rau tươi. Ở đây các bạn có chữ đờ nè, có nghĩa là vị trí này các bạn cần điền với danh từ nha. Các bạn có từ necessary là tính từ, danh từ của necessary chính là necessity, động từ là need, còn ngược với nó các bạn là unnecessary. Ở đây chúng ta cần, danh từ nhấn mạnh tầm sự cần thiết ha. Câu số 29, nông dân gì đó cánh đồng của họ với manure là phân các bạn. Phân. Các bạn có từ fertile. Chúng ta cho các bạn từ này là tính từ, chúng ta xem. Tính từ này các bạn, nó nghĩa là màu mỡ ha. Còn động từ của nó là fertilize. Đây. Đây, fertilize. Rồi. Còn nhiều từ nữa nha. Còn trong trường hợp này thì chúng ta cần một cái động từ thôi. Các bạn có thể tra thêm fertilize. Thêm, không thêm gì hết các bạn. Các bạn có thể chữ thêm, chữ thêm, chữ D. Tuy nhiên câu này dùng hiện tại được, không thêm S nha, số nhiều. Rồi, câu số 30. Bạn có hiểu những cái câu điều kiện không? Sentences là câu trước chữ sentence các bạn dùng chữ. Trước chữ sentences các bạn dùng chữ tính từ. Sentences là danh từ, và chúng ta dùng tính từ là conditional. Rồi, các bạn có conditional là tính từ. Câu số 31. Ngày nghỉ Tết là cái gì đó quan trọng nhất cho người Việt Nam? Các bạn có từ celebrate, danh từ, động từ các bạn. Ở trong trường hợp này các bạn có từ important là tính từ, sau tính từ các bạn dùng danh từ. Thì danh từ của từ celebrate, mà câu này hầu như các bạn đều biết ha, nó là celebration. Rồi, celebration, lễ hội quan trọng nhất của người Việt Nam. Câu số 32, chúng ta phải gì đó khi chúng ta cưỡi xe đạp trên đường. Rồi, câu này dễ các bạn. Chúng ta phải gì? Chúng ta phải cẩn thận, careful, dùng tính từ. Bởi vì đây có to be. Carefulness, sự cẩn thận, careless, carelessness ha. Câu số 33, cái người đàn ông walk cái gì đó tới công viên. Walk cái gì các bạn? Đi bộ gì đó. Bộ nghĩa cho cái động từ này nè. Chúng ta dùng trạng từ. Trong bài nó cho chúng ta tính từ là chậm nè, thêm ly vào thành trạng từ. Câu số 34, cái gì đó của tác giả thì được giao tiếp qua cái bài hát của anh ta. Các bạn thấy cái gì đó của tác giả đó các bạn. Cái gì đó của tác giả thì đây chính là một cái danh từ các bạn. Người ta cho các bạn happy là tính từ nè, thì danh từ của nó là thêm chữ y vào, happiness. Rồi, the author's happiness. Câu số 35, we find, chúng tôi thấy hương rất là. Chúng tôi thấy này, các bạn lại gặp cái chữ find ha. Find thì cộng tính từ, trước tính từ dùng very trạng từ kệ nó, tuy nhiên đây phải là tính từ. Chúc các bạn có sự communicate là động từ, communication là danh từ, tính từ của nó là communicate. Rồi, rất là hay giao tiếp các bạn. Câu số 36, họ đi để gặp hầu hết những cái nơi. Nơi gì? Nơi thú vị. In. Chúng các bạn có từ in. Interesting nha các bạn. Chúng ta dùng in bởi vì trong vật
cái nơi thú vị, cái nơi thú vị. Rồi câu số 37, his sudden gì đó shock với cô ấy và nhà của cô ấy. Các bạn có từ sudden, các bạn là tính từ sau tính từ, các bạn dùng danh từ cái gì đó của cô, đột ngột của cô ông ấy. Các bạn có từ die là động từ là chết, danh từ chết là death. Các bạn lưu ý ha, các bạn có cái chữ death này là tính từ nha, rồi danh từ là death. Trong trường hợp là chúng ta dùng chữ death. Câu số 38, cái gì đó khác nè, hâm mộ anh ta. Các bạn có từ complete, hoàn thành. Complete, cái gì complete khác hâm mộ anh ta. Bây giờ chúng ta hãy xem trong từ điển nha, từ complete coi người đó như thế nào, hay là người ta nhầm với chữ complete các bạn. Complete, rồi complete, completion là danh từ. À, chúng ta có từ complete, complementary, tính từ, có danh từ chỉ người không? Tính từ complement, chúng ta chỉnh lại câu này chút nữa các bạn. Ở chỗ đây chính là complete. Rồi complete, cái gì đó khác hâm mộ anh ta. Ở đây nếu mà chữ complete cho các bạn thì những đối thủ khác hâm mộ anh ta. Các bạn có từ competitor, thành s vào đi ha cho nó số nhiều, những đối thủ khác hâm mộ anh ta. Rồi các bạn có cái từ compete, compete các bạn, competitor, competition, competitive và tính từ nha. Ở trong trường hợp này chúng ta dùng một cái danh từ. Câu 39, chúng ta chỉ có thể ghép, chúng ta chỉ có thể đến đó bằng máy bay, không có. Ở đây các bạn có từ choose là động từ, là chọn lựa. Ở đây là không có cái sự lựa chọn nào khác, thì cái danh từ của cái từ choose là choice. Câu số 40, Sony là một cái công ty lớn cái mà gì đó ở thị trường Việt Nam. Cái mà thì gì đó, các bạn thấy to be không? Ở đây các bạn dùng chữ competitive có nghĩa là giá cả cạnh tranh ở thị trường Việt Nam. Rồi chúng ta dùng tính từ competitive nha. Hồi nãy nó nói trên đó các bạn, compete, competitive, competition, competitor. Câu 41, các bác sĩ và gì đó đã báo cáo lên cái mà chúng ta bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh chúng ta. Các bạn có từ doctors là những bác sĩ các bạn. Đây là danh từ. And cái gì? And cái gì? Các bạn có chữ science and bác sĩ và những nhà khoa học ha, thì nó hợp lý nhất. Chúng ta cần chữ người scientist. Chữ doctor nó thêm s, chữ này các bạn thêm s cho nó đều luôn. Rồi, danh từ số nhiều. Câu số 42, cái gì đó giữa Việt Nam và Trung Quốc thì được phục hồi. Đờ đó các bạn, đây phải là danh từ. Danh từ các bạn có chữ tính từ này. Đầu tiên các bạn đi được chữ tính từ là chữ friendly, là tính từ nha. Rồi, friendliness là sự thân thiện. Còn trong trường hợp này giữa hai nước các bạn dùng chữ friendship ha, nghĩa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc được phục hồi. Câu số 43, the boss là cái vị sếp các bạn từ chối để gặp cái gì đó của liên đoàn. Cái gì đó của liên đoàn. Rồi bây giờ chúng ta xem từ delegate các bạn. Delegate từ này hơi khó với các bạn chút. Delegate là đại biểu. Rồi,
Rồi chúng ta có từ Charlie Gates đây. Một cái người được chọn hoặc bầu bởi một nhóm để mà phát biểu cho họ. Rồi, chính là đại biểu các bạn. Nó đếm được nha. Countable là người rồi. Các bạn có từ delegation. Delegation đây. Delegation là một nhóm của những người đại biểu. Bây giờ chúng ta xem chúng ta cần người đại biểu hay một nhóm những người đại biểu, chúng ta sẽ dịch lại. Người sếp từ chối để gặp cái người đại biểu của cái liên đoàn này. Và chúng ta giữ nguyên nha. Và các bạn dùng chữ delegate. Các bạn thêm S vào cũng được, những người cũng được. Câu số 44, nhiều những hoạt động gì đó sẽ được tổ chức vào ngày mai. Activity danh từ, trước danh từ các bạn dùng tính từ, các bạn có từ culture là danh từ, tính từ của nó là cultural. Rồi. Câu số 45. Cô ấy gì đó với tôi 1 giờ về cái công việc tương lai vào ngày mai. Ở trong câu số 45 này các bạn thấy là các bạn thiếu một cái động từ ha. Người ta cho các bạn từ reason là danh từ lý do nè. Bây giờ chúng ta hãy xem cái từ reason này nha các bạn. Bởi vì cái từ này nó ít khi xài cái. Rồi. Nó ít khi xài như động từ. Chúng ta xem coi động từ của nó là gì hoặc là bản thân nó reason. Đây các bạn thấy nè. Đầu tiên nó là danh từ, sự giải thích, sự phán xét này. Đây, động từ các bạn. Đây. Nó động từ các bạn. Để hiểu, để cố gắng để hiểu đó các bạn. Học phán xét dựa trên những cái sự thực tế. Newton đã hiểu rằng reason that đã đoán được rằng. Vì vậy chữ cái reason này nè các bạn. Bản thân nó là động từ rồi mà chúng ta ít biết. Rồi reason. Trong trường hợp này các bạn phải thêm ed vào bởi vì các bạn có chữ yesterday quá khứ nè. Cần động từ nhưng động từ quá khứ. Câu số 46, cái gì đó của mặt trăng cho trái đất gây ra thủy triều. Các bạn có từ attract. Rồi cái gì đó của mặt trăng cho trái đất gây ra thủy triều. Thông thường các bạn biết được cái từ attract, attractive, attraction. Bây giờ chúng ta thử xem cái từ này nha các bạn. Attractiveness. Đây. Attractive các bạn. Very pleasing là rất là thu hút này, trong ngoại hình hoặc là âm thanh. Rồi. Sự thu hút nha. Còn ở đây là attraction. Attraction, sự thu hút. Cũng là sự thu hút mà nó khác biệt nha các bạn. Nó khác biệt. Ở trong đây là ví dụ như cuộc sống ở London có rất nhiều sự thu hút. Để như thế này cho dễ hiểu nè, attraction các bạn dịch là sự thu hút, còn attractiveness các bạn dịch là sự hấp dẫn đi. Ở trong trường hợp này chúng ta cần điền một cái danh từ hút các bạn ha. Attraction. Không phải attractiveness. Câu số 47, cái đội chúng tôi chơi gì đó chúng tôi thua. Ở đây chơi như thế nào đó nó là một cái trạng từ. Các bạn biến thành tính từ trước nha. Successful là tính từ. Thêm ly vào cho ra trạng từ. Rồi, successfully các bạn. Successfully. Sorry các bạn, we lost mà chúng ta thua mà. Vậy thì các bạn phải thêm chữ in vào. Đơn giản thôi. In. Chúng tôi chơi không thành công. Câu 48, nó được nói rằng Huế là một cái thành phố peace. City là danh từ, các bạn cần điền một cái tính từ peace
Dạ, tính từ của nó là peaceful, thơ, hòa bình, thanh bình đó các bạn. Câu số 49, he came first in the, ông ta về nhất trong cái cuộc thi. Rồi, chúng ta lại đọc thử hàm viết là competition. T này, T này, trong cuộc thi. Câu số 50, gước gì đó là chìa khó cho cái việc thành công của cái này. Các bạn có chữ repair, danh từ của nó là preparation. Các bạn lưu ý một cái, động từ chúng ta từ were này các bạn, chắc chắn danh từ chúng ta phải là số nhiều, và nó là were thì chắc chắn tôi thì đếm được, thêm s vào nha, nhiều bạn hay quên. Câu số 21, chúng tôi thì rất là thích, chúng tôi thì rất là hứng thú đối với căn bệnh này, chứ nó là hứng thú là nghiên cứu các bạn. Người ta cho các bạn chữ essential đây, intrinsic là tính từ trước tính từ, các bạn dùng trạng từ, trạng từ của essential chính là essentially. Rồi, trạng từ. Câu số 52, phụ nữ have to keep their, their gì? Chúng ta có từ trang ở đây thì đâm, mình sẽ sửa lại đề cho các bạn. Phụ nữ phải giữ cho họ khiếp đâm một cách dịu dàng. Rồi nếu mà từ đâm á, khiếp đâm các bạn dùng chữ, từ từ chúng ta xem ha, khiếp đe, chúng ta sẽ sử dụng một cái danh từ nếu như đầu từ đe thì từ gentle, gentleman, sự dịu dàng. Rồi đe, gentleman, gentleman, we are gentlemen. Rồi sự dịu dàng, sự quý phái các bạn. Rồi chúng ta hãy xem cái từ này trong từ điển nha. Gentle, gentleman, quý ông, một cách nói đến người đàn ông. Nhưng trong đây không phải là gentleman mà phải gentleman các bạn. Gentle. Gentleman là quý ông, gentlewoman. Gentlewoman. Rồi, trong trường hợp này chúng ta dùng chữ gentlewoman nha các bạn. Không còn cách nào khác, phải giữ được cái sự tính quý phái của họ. Tuy nhiên, một cái khác nữa chúng ta xem chữ gentle này là động từ. Động từ hay là tính từ, nó là tính từ. Đây, chữ này không phải là gentleman các bạn. Gentleman là người đàn ông quý phái, còn gentleness. Rồi, chúng ta dùng chữ gentleness các bạn, sự quý phái của họ. Rồi, câu này là their gentleness, sự quý phái. Câu số 53, chúng ta tất cả có cái gì đó của chúng ta thì của chúng ta là sở hữu ha. Các bạn có từ with là tính từ, các bạn có từ witness là điểm yếu, điểm yếu đếm được nên là witnesses, tất cả chúng ta đều có những cái điểm yếu của chúng ta. Vì vậy câu này các bạn dùng chữ witnesses. Thông thường sau này các bạn sẽ có cái câu bài phỏng vấn các bạn, what is your strong point and weaknesses. Câu số 54 nè, cái gì của anh ấy làm cho anh ta jobless, không có việc làm. Thì các bạn có cái từ shy, danh từ của nó là shyness, là sự e thẹn ha, shyness. Shyness. Rồi, shyness. Sự e thẹn của anh ấy danh từ ha. Của anh ấy là danh từ. Câu trả lời của bạn thì
Right, đúng rồi các bạn. Đúng là tính từ, trước tính từ các bạn cần điền trạng từ. Trạng từ là exactly. Bởi vì chữ exact là tính từ. Câu số 56. Mọi người hâm mộ cái gì đó của cô ấy để mà giúp đỡ người nghèo. Các bạn có cái từ ready các bạn. Ready là tính từ, các bạn có từ readiness là danh từ. Nếu như các bạn cần điền trạng từ là readily, sự sẵn sàng. Đích trở nên gì đó bởi vì cái sự lười biếng của anh ta. Người ta cho các bạn từ job các bạn là danh từ become cộng tính từ jobless. Rồi, trở nên thất nghiệp, become cộng tính từ nha, giống từ get. Câu số 58. Tôi đặt quyển sách của tôi gần bàn làm việc cho cái convenient, cho cái sự tiện lợi. Các bạn có cái từ convenient là tính từ, danh từ của nó là convenient CE nha. Lưu ý là CE. Và các bạn lưu ý thêm là cái từ convenient to các bạn. Nếu như các bạn muốn biến nó ngược kẻ là thêm chữ in chữ in nha, không phải là un. Rồi, tôi đặt quyển sách của tôi gần các bạn làm việc cho sự tiện lợi. Câu số 59, cô ấy có một trong những cái stem lớn nhất ở nước Anh. Thì câu số 59 này các bạn, cô ấy có một trong những bộ sưu tập collections. Rồi, collections. Bộ sưu tập nha. Thỉnh thoảng các bạn cần điền collective, tính từ collector, nhà sưu tập. Câu số 60, khí từ cái nhà máy hóa chất này thì cực kỳ harmful, có hại. Rồi các bạn, harmful. Nhiều khi thì chuyên đó các bạn, còn chúng ta còn từ không có hại, unharm thành ID vô. Câu 61, dehydrates là cái gì đó của microphone. Rồi, chắc chắn là nhà phát minh rồi các bạn. Inventor, OR nha. Một số bạn điền chữ ER chặt lắc đó nha. Nhìn vậy nhưng một số bạn vẫn sai. Rồi, câu số 62. Có rất nhiều cái lễ hội gì đó ở Việt Nam. Các bạn có chữ tradition là, tradition là danh từ. Thông thường chúng ta sẽ dùng chỉ là một là tradition no, hai là traditionally. Rồi, chúng ta dùng chữ traditional bởi vì bổ nghĩa cho cái từ danh từ festival. Câu số 63, họ làm việc chăm chỉ để gì đó các bạn, vụ mùa tốt, từ đất xấu. Để gì? Họ làm việc chăm chỉ để mà sản xuất, produce. Các bạn lưu ý cái từ này, các bạn có rất nhiều từ gia đình nha. Produce là động từ sản xuất nè. Productive tính từ sinh lợi. Produce cũng là danh từ nông sản, production, productivity năng suất luôn hết. Ở đây chúng ta cần produce tí tính hợp nữa, có thể chúng ta sẽ gặp các bạn. Câu số 64, tôi hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều trong việc có một cái giấy phép làm việc này. Tôi sẽ hy vọng không có quá nhiều, từ much là từ chỉ số lượng các bạn nhiều á. Thì đây phải là danh từ nha, bởi vì chỉ số lượng mà. Nhiều cái sự danh từ. Các bạn có tiếp difficulty là danh từ. Rồi, chúng ta dùng danh từ. Không quá nhiều khó khăn. Đếm không được. Câu số 64, trẻ em thì gì đó trong cartoon. Ở trong đây các bạn, trẻ em là người nha, người nên chỗ này các bạn cần điền có tính từ là cho người, interesting. Rồi. Các bạn nào đó thêm in là chặt lớp nha. Câu 66, nhiều du khách bị thu hút bởi cái gì đó của Hạ Long B. Rồi các bạn, người ta cho các bạn beautiful là tính từ. Ở đây các bạn dùng danh từ là beauty. Rồi, bị thu hút bởi vẻ đẹp của Hạ Long B. Câu 67, những nhà thiết kế đã gì đó áo dài nhiều thế kỷ. Các bạn có cái từ hát rồi các bạn. Ở đây thì for ages có nghĩa là dùng thì hiện tại hoàn thành. Ở đây các bạn phải cần cái V3. Các bạn có từ more than EZE hoặc ESE được đúng nha. Tiếng Anh, người Anh, tiếng Anh, người Mỹ đều đúng hết.
Câu 68, cô ấy ly dị với anh ta bởi vì cái gì đó của anh ta với trẻ con. Ở đây bạn thấy chữ hết sao? Các bạn mừng quá, các bạn điền chữ kindness và chập lấp. Sự tử tế mới vừa ly dị, đây cửa chữ ân ha, không tử tế. Rồi, chữ này. Bây giờ các bạn qua câu số 69 nè, họ thích Thanh Lam bởi vì cái giọng hát gì đó của cô ấy. Rồi, giọng hát đẹp. U ti full. Rồi, giọng hát đẹp. Tính từ. Bổ nghĩa cho danh từ voice. Câu số 70, hit gì đó nè, làm anh ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi của anh ta. Câu số 70, cái gì đó của anh ta làm anh ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi của anh ta. Phải là danh từ nha các bạn. Các bạn có từ excite là động từ, exciting tính từ cho vật, excited tính từ cho người, danh từ là excitement. Rồi, excitement. Câu số 71, tôi thích anh ta bởi vì anh ta nói với ba mẹ của anh ấy. Bởi vì anh ta nói với ba mẹ của anh ấy. Nói các bạn, nói với ba mẹ một cách lịch sự. Khi các bạn dịch cái câu nào ra, các bạn thấy là một cách chính là trạng từ các bạn, nó bổ nghĩa cho động từ her like. Nhiều khi các bạn dùng ngược nghĩa là imply nha. Câu số 22, nhiều cái gì đó chọn để đi đến khu vực này của bờ biển. Các bạn có chữ swim, đó, chúng ta xem nha, swim. Các bạn có chữ swimmer. Là người ha. Rồi, chúng ta dùng chữ swimmer. Người đi bơi. Tuy nhiên khó chỗ là các bạn không thêm s các bạn sẽ sai. Bây giờ các bạn qua câu số 73, những đứa bé và những cô gái thì gì đó bởi cái buổi biểu diễn của các chú hề, clown chú hề nè. Những cô gái và những cậu bé thì thú vị nha các bạn. Các chúng ta cần điền một cái tính từ fascinating nha, dành cho người, các bạn thêm ed. Những cậu bé và cô gái rất là thu hút bởi biểu diễn chú hề. Câu 74, tiền bạc không thể mua được sự vật ha. Sự vật là danh từ. Chúng ta có happy là tính từ, happiness là danh từ, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Câu số 75, Islam là đạo hồi các bạn, là một trong những. Các bạn có chữ religious là tính từ, các bạn có từ religion là tôn giáo. Bạn nào chỉ điền chữ religion này các bạn sẽ không được điểm tối đa. Vì sao? Ở đây có one of là một trong những mà số nhiều các bạn. Thì chỗ này các bạn có thêm s vào. Một trong những tôn giáo. Thêm s. Câu 76, anh ta học rất là giỏi và ba mẹ của anh ta rất gì đó của anh ta. Chữ pride. Từ đề đã học ở lớp 6 các bạn ha. 100 câu viết câu chương trình lớp 8 các bạn. Tính từ. Proud. Câu số 77, họ ghét bị gì đó các bạn vào ba mẹ. Họ ghét phải gì đó ba mẹ. Họ ghét bị phụ thuộc. They hate being. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem nhé các bạn. Họ ghét bị phụ thuộc vào ba mẹ. Các bạn có hai chữ tính từ của từ depend. Thứ nhất dependable tính từ. Nếu một ai đó thì dependable, bạn có thể tin họ hoặc có niềm tin vào họ. Rồi dependable nghĩa là đáng tin nha. Rồi thứ nhất là dependable, thứ hai là dependent nè các bạn. Đây à, cần cái sự hỗ trợ của ai đó có nghĩa là phụ thuộc. Phụ thuộc các bạn. Ở trong trường hợp nó rất là dễ dàng trở nên phụ thuộc vào thuốc ngủ. Rồi phụ thuộc. Độc lập là independent. Trong trường hợp này họ ghét
phải phụ thuộc vào ba mẹ của họ ha. Rồi chúng ta dùng chữ dependent, chúng ta không dùng chữ dependable nha các bạn, bởi vì tính từ dependable nghĩa là tin tưởng được. Vì vậy là các bạn có nhiều hơn một tính từ, lưu ý là vậy. Câu 78, nếu bạn muốn để tham dự khóa học, bạn phải đậu cái kỳ thi viết ha. Rồi bây giờ cái kỳ thi viết, rồi chúng ta xem thử nha các bạn. Chúng ta hãy xem thử nha. Đây các bạn, một cái kỳ thi viết, written exam, một kỳ thi viết. Vì vậy chỗ này các bạn điền chữ là written, bạn nào điền writing chật lắc, không đúng nha. Bây giờ các bạn qua câu số 79, thời tiết rất là tốt ngày hôm qua, trời thì đầy mây, trời thì có mây các bạn. Các bạn có mây là cloud, tính từ là cloudy. Trời thì có mây và nắng, hơi kỳ nha, trời không mây và nắng mới đúng. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem, cloud là mây các bạn, cloud. Ở đây các bạn có từ cloudless, with no clouds, không có mây. Vì vậy trong câu này các bạn không điền chữ có mây mà các bạn điền là không mây. Rõ ràng có hai tính từ ha, các bạn phải quan sát nha, không thôi sai. Nước ô nhiễm có thể là can do harm, làm hại. Nói các bạn giữa hai động từ, chỉ có thể là trạng từ, người ta cho các bạn là từ direct và tính từ. Direct, tính từ các bạn dùng directly là trạng từ. Bây giờ các bạn qua câu số 81, cô ấy làm vỡ cái lọ hoa bởi vì cái gì đó của cô ấy nè. Của cô ấy là danh từ ha, của cô ấy là danh từ. Các bạn có từ care là cẩn thận, careless là bất cẩn, carelessness là sự bất cẩn. Rồi chúng ta cần điền một cái sự, một cái danh từ nghĩa là sự bất cẩn. Câu số 82, tôi nghĩ tiếng Anh là một cái môn học quan trọng. Subtract là danh từ, trước danh từ các bạn điền tính từ. Tính từ của important CE, bỏ CE thêm T. Tính từ, một môn học quan trọng. Còn không quan trọng các bạn dùng unimportant. Câu số 83, Trịnh Công Sơn là một trong những cái gì đó nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Các bạn có từ music, danh từ môn nhạc. Các bạn có từ musical, tính từ. Các bạn có từ musician, là nhà, nhạc sĩ. Hầu hết các bạn sẽ sai câu này bởi vì có từ one of, phải thêm s ở đây, không thêm là chật lấp à nha. Câu số 84, nhiều người rất là thích cho các bạn niềm vui và gì đó của việc sống ở trong thị trấn. Các bạn có từ convenient là tính từ. Trong trường hợp này các bạn phải dùng danh từ bởi vì các bạn có danh từ nè and, hai cái phải tương đương với nhau. Convenient CE nha, lưu ý là CE. Bây giờ các bạn qua câu 85, nó là một cái gì đó để gặp bạn. Ở câu này chúng ta hay nói nè, it's a pleasure. Rồi. Là danh từ các bạn, một cái danh từ, một cái pleasure, còn pleasant đó. Pleasant là tính từ nha. Pleasant là ant các bạn. Please and there vô là tính từ. Các người. Câu 86, anh ta muốn làm một cái gì đó tốt trên cái người mà anh ta gặp. Các bạn có từ impress là động từ, ở đây các bạn dùng danh từ là impression, một cái ấn tượng tốt. Rồi chúng ta cần dùng cái danh từ. Bây giờ chúng ta qua câu số 87. Nó là cái niềm vinh dự của tôi để gặp bạn ở cuộc họp quan trọng này. Rồi các bạn cần điền một cái danh từ là pleasure, it's my pleasure. Câu số 88, có hai gì đó giữa hai chương trình. Các bạn có từ differ này ha. Differ thì chỉ có thể một trong những lựa chọn sau đây là different. Different CE là danh từ. Tuy nhiên hai cái có nghĩa là số nhiều, các bạn thêm chữ S. Còn tính từ của nó là different, to.
Còn sau này các bạn thi chuyên á, thì các bạn có cái từ different. Câu số 89 thì các bạn có nhiều cái chương trình gì đó ở cái lễ hội ở Huế. Thì các bạn có từ program á, là danh từ, các bạn dùng tính từ của cái từ văn hóa là cultural. Rồi, cultural. Dùng tính từ để bổ nghĩa cho cái từ program. Câu số 90, cái gì đó đã soạn rất là nhiều bài hát hay. Rồi, chúng ta lại đọc cái từ nhạc sĩ ha, musician. Không thêm s trong chỗ này. Bởi vì nó là số ít, động từ chữ has nên là số ít. Câu số 91 này các bạn. Lucy gót gì đó nhanh và đi làm việc. Các bạn có một cái nói là mặc đồ các bạn là got dress ha. Dress thêm ed vào, got dress là mặc đồ. Câu số 92, anh ta lái xe quá đã đến nỗi anh ta thường có tai nạn. Ở trong câu này các bạn cần điền một cái từ bổ nghĩa cho từ twice này nè. Vì vậy là ở phía sau nói là có tai nạn nha các bạn, nên là không cẩn thận. Và trong câu này các bạn phải điền chữ carelessly là trạng từ. Câu số 93, cái máy tính là một trong những cái gì đó marvelous, tuyệt vời nha các bạn. Trong cái thời kỳ hiện đại của chúng ta, các bạn có cái từ invent, một trong những cái phát minh. Tuy nhiên, bạn nào không thêm s sẽ sai. Lưu ý nha. Lưu ý á, nhìn vậy mà nhiều bạn sai lắm đó. Câu số 94, housework là công việc ở nhà. Đây, giữa hai động từ, điền trạng từ. Traditionally, cứ giữa hai động từ điền trạng từ các bạn. Chữ tradition này chỉ có trạng từ traditionally thôi, không có từ nào khác. Câu số 95, bạn phải viết cái đơn này các bạn gì đó rõ ràng. Ở đây các bạn có từ form, thì các bạn có một cái câu các bạn, nhưng mà cái cụm từ đó là đơn xin việc là application. Trong trường hợp này chúng ta dùng danh từ nha, application form, hai danh từ đứng cạnh nhau. Câu số 96, bây giờ chúng ta qua câu 96 các bạn. Chúng tôi bắt đầu chuyến đi của chúng tôi trên một buổi sáng gì đó đẹp. Thì các bạn có từ sun nha, chúng ta xem sun thì các bạn có một là từ sunny các bạn. Rồi chúng ta xem bright, bởi vì rất là nhiều ánh nắng mặt trời, ST có nghĩa là đầy ánh sáng. Chúng tôi có buổi tiệc ở trong vườn. I'm praying, tôi đang cầu nguyện là trời sẽ nắng. Rồi, tiếp nha. Các bạn có cái từ sunlight. Rồi, chúng ta xem có phải tính từ không. Sunlight là danh từ. Ánh sáng đến từ mặt trời. Và bạn cũng có một cái từ sunshine. Rồi, nó là danh từ. Vì vậy thì trong câu này chúng ta điền một cái buổi sáng đầy nắng đẹp, sunny. Câu số 97 nè. Bạn phải keep cái gì đó từ con rắn. Cái gì đó của bạn là do nè, cái gì đó của bạn. Bạn phải keep your distance. Khoảng cách nha, chúng ta có từ distance là tính từ. Distance CE là danh từ. Câu số 98, các bạn thấy A nè, V3 như chúng ta đã nói là trạng từ. Warm là tính từ, thêm ly vô thành trạng từ. Câu số 99 là cái gì đó bởi cô gái nhỏ là một cái hit, great hit, là một cái gây hit cho các bạn, gây sốt. Thì ở đây người ta cho các bạn chữ đờ nè, đờ cộng danh từ, nên cái chữ perform á các bạn, perform
Các bạn phải biến thành danh từ là performance, sự biểu diễn của cô gái thì rất là tuyệt vời. Hit, hot. Câu số 100, một vài người trẻ ngày hôm nay có một cái gì đó rất là kỳ lạ. Trong câu này các bạn có cái từ appear là động từ. Appearance là cái ngoại hình đó các bạn. Chữ appear này á, các bạn có chữ disappear động từ biến mất không? Appearance, disappearance. Disappearance sự biến mất. Còn trong trường hợp này chúng ta dùng appearance là ngoại hình, là danh từ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 100 câu tổng hợp các đề thi chuyên, đề thi vào trường thường lớp 10. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. 100 câu vào đề thi trường chuyên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn.